Thưa quý vị và các bạn, và SARS-CoV-2 cũng là một trong những bệnh, một trong những bệnh truyền nhiễm cho chúng ta thấy là khi mà thế giới mất cân bằng, đặc biệt là mất cân bằng sinh học, thì nguy cơ virus truyền từ vật chủ sang người là một nguy cơ có thật. Và sau cuộc chiến chống COVID-19 thì chúng ta đang phải đối mặt cùng với bệnh độ mùa khỉ. Và theo cơ quan phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh châu Âu ECDC, người dân có thể lây virus từ những vật nuôi trong nhà khiến cho những vật nuôi này trở thành một vật chủ trung gian để có thể truyền bệnh cho những người khác. Vì thế, một tin rất buồn là một số mật thú cưng có thể bị tiêu hủy để ngăn chặn nguy cơ bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, ở CDC đang đánh giá ở giai đoạn này nguy cơ lây nhiễm chéo từ người sang vật nuôi đang ở mức rất thấp, đồng thời cũng nêu rõ hiện chưa thể đánh giá cụ thể nguy cơ vật nuôi là vật chủ trung gian lây truyền virus gây bệnh đậu mùa khỉ ở tại khu vực Âu Châu. ECDC lưu ý giới chức y tế các quốc gia nên phối hợp với các chuyên gia thú y để đảm bảo năng lực xét nghiệm và cách ly vật nuôi từng tiếp xúc với nguồn bệnh. ECDC khuyến nghị cách ly những vật nuôi họ chuột ở các cơ sở cách ly riêng, trong khi những thú nuôi như chó và mèo có thể cách ly tại nhà, ở nơi có không gian ngoài trời thoáng đảng và được bác sĩ thú y thăm khám định kỳ. Báo cáo của ECDC cũng lưu ý các quốc gia châu Âu cần chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng để kiểm soát sự lây lan của virus gây bệnh đồ mùa khỉ. Theo Daily Mail, chính phủ Anh cũng đang cân nhắc ban hành những hướng dẫn tương tự. Hiện Anh quốc ghi nhận khoảng 70 ca mắc bệnh đồ mùa khỉ. Trang mạng trên cũng dẫn nội dung một số hướng dẫn đang được soạn thảo tại Anh cho thấy một trong những phương pháp cuối cùng là tiêu hủy một số vật nuôi nếu không thể cách ly.